Sau giải thiều năm 2020, lần đầu tiên Hải Dương tự tin đưa quả nhãn tươi tiếp cận các thị trường cao cấp như là châu Âu, Australia và Singapore. Hiện nhãn đang bắt đầu vào vụ thu hoạch. Các mẫu kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đều đặt yêu cầu các thị trường khó tính. Gia đình ông Nguyễn Văn Phú ở thôn An Mô, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, trồng 9 sào nhãn và đã được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp. Trong những ngày này, gia đình ông cùng một số hộ trong vùng sản xuất nhãn Việt Gáp được chọn thực hiện quy trình chăm sóc phòng trừ sâu bệnh để quả nhãn đảm bảo chất lượng quốc tế xuất khẩu đi Australia, Singapore, Mỹ. Hiện vườn nhãn của gia đình ông Phú đã được đánh giá chất lượng, cấp mã số vùng trồng, sẵn sàng cho việc xuất khẩu. Từ trước đến giờ thì thực hiện theo mô hình Việt Gáp đã được 4 năm. Mỗi năm thì vẫn bán theo mô hình bán cho thương lái. Tôi rất hy vọng là cái thị trường xuất khẩu đi nước ngoài sẽ được ổn định và giá cả sẽ cao hơn để tăng thu nhập cho bà con. Ở Hải Dương, nhãn được trồng tập trung tại các xã, phường Hoàng Tân, Hoàng Tiến, Lê Lợi và Hoàng Hoa Thám của thành phố Chí Linh với diện tích khoảng 673 hectare. Năm nay, với việc xuất khẩu được tới các thị trường khó tính, người nông dân hy vọng những quả nhãn được trồng đảm bảo an toàn thực phẩm sẽ được nâng cao giá trị. Những mọi năm là những các tư thương họ vào họ sẽ không, giá cả nó không ép giá, sẽ không được giá như các công ty xuất khẩu. Nói chung là hoa quả mà xuất khẩu được sang nước ngoài là tốt hơn. Thế năm nay thì công ty Dòng Vàng họ cũng đang đến để chuẩn bị ký kết là xuất khẩu sang nước ngoài. Thời gian qua, đối với các vùng trồng được cấp mã số để xuất khẩu, Chi cục Bảo vệ Thực vật Hải Dương đã hỗ trợ tập huấn cho nông dân cách chăm sóc nhãn, phun thuốc bảo vệ thực vật và giám sát việc phun thuốc. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ Thực vật chúng tôi tập trung chỉ đạo về vấn đề kỹ thuật, rồi hỗ trợ về cho bà con quy hoạch vùng này, rồi sản xuất theo quy trình Việt Gáp và đặc biệt là cái công tác phòng trừ sâu bệnh theo đúng các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để đảm bảo cho cái tiêu chuẩn xuất khẩu. Toàn tỉnh Hải Dương có khoảng 2.100 hectare nhãn, sản lượng dự kiến năm 2020 đạt trên 10.000 tấn. Năm nay, tỉnh có hơn 50 hectare nhãn sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có 4 vùng được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. Ước tính năm nay, Hải Dương sẽ có khoảng 250 tấn nhãn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi các thị trường khó tính. Hiện nay, một số doanh nghiệp đang thu mua nhãn để chuẩn bị xuất khẩu sang Singapore, châu Âu và Australia theo đường biển.